trời đang mưa, mình không có cái khay, đem theo cái khay chống nước, nên là mình máng bỏ nó vào trong một cái áo mưa cho nó kia để mình chấp nhận mình quay dưới mưa luôn. Thì đây là đường Lưu Hữu Phước, quận 8. Ngày hôm nay là ngày thứ bảy, thứ bảy ngày 8 tháng 10 phải, thứ bảy ngày 8 tháng 10 năm 2022, và hôm nay là ngày 13 ở dưới là ngày ngoại mình mất 7 năm về trước, thật là nhanh. Mới đây thì ngoại mình mất đã được 7 năm rồi, hôm nay là đám giỗ của ngoại mình. Thật ra thì mình cũng đang phân vân, mình cũng không biết là hiện tại là ngoại mình đang làm gì, không biết là ngoại mình bây giờ đã siêu thoát hay chưa hên phường. Thật ra thì mình cũng không biết nữa, nhưng mà mình nghĩ là ngoại mình cũng đã siêu thoát rồi. Đây là cây cầu, cầu Kinh Ngang số 3. Mưa như vậy thì không biết bên bến Bình Đông, bến Bình Đông thì có bị ngập nước hay không. Cầu chờ thấy thật là đều có ngập. Lúc mưa thì nó cứ văng lên trên cá lên camera hoài, nhìn thấy bực mình quá. Đây là cầu số 3 nè. Đó, thì đây là cầu số 3. Đây là lối để đi vào chùa. Mình sẽ không có vào đâu, nhưng mà ấy là mình chỉ muốn chạy ngang và nói với họ là hôm nay thì mình đã đến đây. Đó thì chạy hết và đoạn đường này thì sẽ ra được cái chùa của mình để cho cốt của ngoại mình. Ban đầu thì mình tưởng đây là nó chặn rồi không có chạy được, nhưng mà vẫn còn chạy được. Họ đang xây cái gì ở trong đây đó, không biết. Ra dính nước nhiều quá. Không biết dầm mưa ra như vậy và cái camera của mình có bị hư luôn không? Không biết nữa. Mà thật sự ra thì cái camera này nó không có chống nước được. Trừ khi mà mình bỏ vào trong cái khay chống nước của cái camera này. Đã có một cái ở đây đã nha. Hôm nào ra đây quay biết. Đó thì đây là cái chùa nè. Đây có một cái chùa. Đó thì là chùa ngoại mình đây nè.
ngày càng mưa rồi. Tịnh xá Ngọc Quang, Tịnh xá Ngọc Quang buổi trưa thì không có ai vô hết đó. Con cũng đang chở nhiều đồ nữa, con không có vô. Con chỉ đứng ở đây con nói mọi người ngày hôm nay đám dỗ ngoại con có đến chùa này. Mình hy vọng rằng ngoại sẽ phù hộ cho con cùng gia đình.